Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chị Đại điều gái cho cựu giám đốc công an Quảng Trị, giờ dùng Hội An để chấn lột khách. Tuần trước, báo chí và cộng đồng mạng đã xôn xao về một clip trong đó cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, đại tá Trần Đức Việt vừa nhậu, bia ôm, vừa ôm gái. Có vẻ như đây là clip được tung ra để đánh vào ông Trần Đức Việt và thượng tá Nguyễn Văn Lợi, trưởng phòng tổ chức công an tỉnh Quảng Trị. Đây là hình ảnh ăn chơi sa đọa của quan chức công an Quảng Trị. Và điều đặc biệt là những cô gái hầu bia cho các ông quan đổ đốn này không phải là gái bán hoa mà là nhân viên của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Hội An của tỉnh Quảng Nam. Đây là những phụ nữ có nghề nghiệp, làm việc tại cơ quan đàng hoàng nghiêm chỉnh. Tuy nhiên vì các cô làm việc với một người sếp không tử tế nên mới bị điều đến chỗ ăn nhậu của các ông công an mất tư cách của tỉnh Quảng Trị. Vậy người sếp của các cô gái kia là ai? 3. Trương Thị Ngọc Cẩm đã điều nhân viên của mình hầu bia cựu giám đốc công an Quảng Trị Trần Đức Việt. Đó là bà Trương Thị Ngọc Cẩm, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khi vụ việc trở nên ồn ào, báo chí đã điều tra ra bà Cẩm là người điều nhân viên của mình đến hầu bia tại bữa tiệc trên. Bà Cẩm đã xác nhận trước báo chí là trong số những người xuất hiện trong clip trên có hai nhân viên hát bài chòi đang làm việc tại trung tâm. Thực sự mà nói, bà giám đốc một trung tâm văn hóa cấp thành phố mà hành xử chẳng khác nào một tú bà như vậy. Việc chơi bời ngoài quán xá dễ bị bắt gặp và uống bia với gái ngành cũng là một rủi ro không nhỏ. Bởi quán xá là tụ điểm thường dân tấp nập vào giải trí. Nếu quan chức bị bắt gặp tại các tụ điểm này thì phiền phức rất lớn, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị. Đang trong thời kỳ lo lửa công trọng càn quét mà ăn chơi bất cẩn thì có ngày phải trả giá. Theo thông tin có được từ những quan chức giấu tên thì nhu cầu các cô gái cho giới quan chức không hề giảm. Quan chức ngày nay rất giàu và vì giàu bằng đồng tiền bất chính nên họ tiêu tiền rất hoang phí. Trong giới quan chức có tồn tại từ rất quen thuộc, đấy là ăn rau sạch, nghĩa là tìm gái có nghề nghiệp đàng hoàng hay chí ít là gái không phải là hành nghề chuyên nghiệp để mà thưởng thức. Và quan chức rất ưa dùng rau sạch, bởi theo họ là an toàn và không có khả năng bị theo dõi, cũng như có không gian riêng tư, khó bị phát hiện. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm lại đóng góp tối kiến cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An. Nắm bắt nhu cầu đấy, có vẻ như một số tú bà chuyên tìm rau sạch cho các ông sếp. Đó là một hệ thống khép kín, khó phát hiện. Nhu cầu loại hình này rất lớn cho quan chức chính quyền của Đảng Cộng sản và tất nhiên không dễ gì lần ra những đường dây này. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về việc thành phố Hội An tổ chức thu tiền khách vào tham quan phố cổ. Một ý tưởng rất thiển cận. Họ nghĩ rằng họ làm thế là có thu nhập, nhưng họ nghĩ một mà không nghĩ hai. Đây là đuổi du khách ra khỏi khu phố cổ nhanh nhất, và đây cũng là cách tàn phá ngành du lịch nặng nề nhất, bởi không gì đuổi khách nhanh cho bằng chấn lột. Được biết, đóng góp ý kiến này cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An có bà Trương Thị Ngọc Cẩm, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An. Đơn vị và bà Cẩm quản lý được Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An giao tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch trong khu phố cổ. Thu phí khách tham quan, cái nhìn thiển cận của lãnh đạo thành phố Hội An. Lại là bà Trương Thị Ngọc Cẩm, người phụ nữ điều nhân viên của mình tiếp khách tại trụ sở công an tỉnh Quảng Trị trước đây. Không biết bà Cẩm làm văn hóa bao lâu, có biết làm kinh tế hay không mà bà đóng góp một ý kiến rất tệ. Nếu áp dụng thì Hội An sẽ ra sao đây? Với việc đào trước đây có vẻ bà Cẩm nhạy bén, nhưng qua cách gợi ý cho ý kiến với Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho thấy bà là con người thiển cận. Di sản mà giao cho người cộng sản làm thì thế nào cũng nát, dù đó là di sản vật thể hay vi vật thể. Trong đó những con người thiển cận thường lại làm người được tổ chức vụ to và quyền lớn trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Chị Đại điều gái cho cựu giám đốc công an Quảng Trị,
giờ dùng Hội An để trấn lột khách. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhận 61 tỷ giải cứu chuyến bay giải cứu. Tướng công an bị chuyến bay giải cứu dìm. Vào ngày 3 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và 53 người khác về 5 tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tin ông Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố. Như vậy là cho đến nay, vụ chuyến bay giải cứu đã thiêu rụi nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Riêng Bộ Ngoại giao đã bị cháy đến người có vị trí cao nhất là ông Phạm Bình Minh, cựu Phó Thủ tướng Thường trực, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội của ông Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bị khởi tố, bắt giam. Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn, thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng Giêng năm 2022 cho đến tháng 12 năm 2022, ông Tuấn nhận 2,65 triệu USD, tức là hơn 61,9 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng để lo cho bà Hằng và ông Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Được biết là Hằng là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Bầu Trời Xanh, tổng giám đốc công ty cổ phần Travel Sky, Vông Sơn là cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bầu Trời Xanh. Ông Tuấn đã liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho ông Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an để lo cho bà Hằng và ông Sơn. Hơn 20 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng các quan chức thì ngày một tệ hại hơn. Thực ra, nhận tiền chạy án là chuyện người dân không xa lạ gì. Đó là cách làm giàu của quan chức hoặc sân sau của các quan chức Đảng Cộng sản. Sự thối nát của chế độ này đã đến hồi báo động. Cứ mỗi lần dân chúng gặp họa thì bọn họ lại nhảy vào sâu xé, mà vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á là một chứng minh rất rõ nét cho những trò tàn ác ăn trên xương máu của đồng bào, của nhân dân cả nước. Hàng vạn người đã mất mạng vì dịch họ cũng không tha. Rồi khi vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á bị khởi tố, thị trường chạy án lại sôi động trở lại. Thảm họa của người này là cơ hội kiếm tiền của người kia. Cứ như vậy họ như kền kền ăn xác của kẻ đã gục ngã. Rất đáng tởm cho cái xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang xây dựng ngày hôm nay. Vụ chuyến bay giải cứu là vụ án thanh lọc trong đảng, vì thế những khoản tiền chạy án được bơm sẽ không hiệu quả. Có những vụ án có thể chạy và có những vụ án không thể chạy. Tuy nhiên, trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ quen với việc những gì không lo được bằng tiền thì sẽ lo được bằng rất nhiều tiền. Và cứ như thế, họ bơm tiền thật mạnh. Vì cũng loại suy nghĩ như thế nên ông cụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn mới nhận đến 61 tỷ đồng để lo án này. Ngoài ra, những án khác ông đã từng làm chưa thể biết được bao nhiêu. Đảng Cộng sản đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đến nay đã trên 20 năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quan chức của Đảng Cộng sản ngày càng tham ô khủng khiếp, càng ngày càng ác hơn và càng ngày càng bất chấp hơn. Không hiểu đạo đức Hồ Chí Minh là loại đạo đức gì mà làm cho học viên của nó ngày càng vô đạo đến như thế. Có lẽ với con số 2,6 triệu đô la nhận tiền chạy án, số tiền tham ô này quá khủng khiếp chỉ cho một vụ. Người Cộng sản còn có cái gọi là đạo đức cách mạng. Tại các nước tiến bộ, chỉ cần nhận món quà 3.000 đô là bị buộc tội nhận hối lộ. Trong khi đó ở Việt Nam, tham ô tính đến triệu đô
thậm chí hàng chục triệu đô la Mỹ thì nó kinh khủng như thế nào. Đảng Cộng sản thường rao giảng rất nhiều loại đạo đức, nào là đạo đức cách mạng, nào là đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng thành quả của nó lại vô đạo đức. Đó là một thực tế ấy đang hiện diện hàng ngày trên đất nước Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin nhận 61 tỷ giải cứu chuyến bay giải cứu. Tướng Công an bị chuyến bay giải cứu dìm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.